Xin chào các bạn, mới đây, cùng với việc đưa vào trang bị tàu cứu hộ đa năng Yết Kiêu 927, Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã trang bị cho tàu này tàu cứu hộ tàu ngầm SRV hiện đang được phát triển bởi Forum Energy Technology. Theo Bay Maritime Australia, Hải quân Việt Nam đã mua ít nhất một tàu SRV từ Fed, công ty chuyên làm dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí và phương tiện lặn cứu hộ của Hoa Kỳ. Hải quân Việt Nam đã tiến hành thử nghiệm trên biển đối với phương tiện tàu lặn SRV vào quý 2 năm 2021 theo chuẩn Sea Lloyd của Anh, sau đó bàn giao cho khách hàng. Trả lời phỏng vấn của Bay Maritime, đại diện của Fed cho biết, phương tiện cứu hộ tàu ngầm SRV do công ty này sản xuất có thể thực hiện nhiệm vụ cứu hộ ở độ sâu 600m và có thể sơ tán 18 thuyền viên cùng lúc. Với hệ thống động cơ mạnh mẽ chạy bằng pin nhiên liệu lithium, SRV có thể di chuyển với tốc độ 4 hải lý trên 1 giờ và hoạt động ở vùng nước có dòng chảy mạnh. Theo danh mục giới thiệu của Fed, tàu lặn SRV dài khoảng 10m, nặng 28 tấn, có thể gắn vào tàu ngầm từ nhiều hướng khác nhau, ngay cả khi thân tàu nghiêng 60 độ. Ngoài ra, các thiết bị điện tử trên SRV cho phép nó phát hiện các thiết bị cảm biến tàu ngầm bị nạn từ khoảng cách xa hơn so với các phương tiện khác cùng loại. Vì hệ thống cảm biến bao gồm cảm biến vận tốc chuyển động, con quay hồi truyền sợi quang, sonar và cảm biến độ sâu. Tất cả các cảm biến hệ thống sonar đều được vận hành thông qua một phần mềm chuyên dụng do Fed phát triển. Thiết kế này cho phép SRV có thể thực hiện việc đo độ sâu một cách tự động, tự điều hướng hoặc chuyển sang chế độ lái tự động khi cần thiết. Các hệ thống còn lại giúp phương tiện tự cân bằng khi hoạt động dưới nước. Đại diện của Fed cho biết, ngoài các hệ thống nói trên, SRV được trang bị các camera hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu và nhiều camera cho công nghệ dưới nước. Chỉ cần 3 thành viên phi hành đoàn để vận hành SRV, chỉ cần một người lái và khoang cứu hộ chiếm 2/3 không gian của phương tiện này. SRV có thể hoạt động liên tục dưới nước trong 108 giờ, cho phép các đội cứu hộ xử lý mọi tình huống có thể phát sinh. Vì vậy, với việc bổ sung phương tiện cứu hộ tàu ngầm, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Hải quân Việt Nam đã hoàn thành việc bổ sung các trang thiết bị cần thiết cho tàu cứu hộ Yết Kiêu để tàu có thể thực hiện mọi nhiệm vụ cứu nạn trên biển và dưới nước. Trước đó, vào tháng 7 năm 2021, nhà máy Z189 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã bàn giao tàu tìm kiếm cứu nạn Yerky cho Hải quân. Quá trình đóng thuyền Yết Kiêu cũng dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật của tập đoàn Damen và đăng kiểm Eloy. Được biết, trên Yết Kiêu cũng được bố trí một khu vực cho phép triển khai các phương tiện lặn cứu hộ ở sau đuôi tàu, cùng với đó là buồng điều áp dành cho thủy thủ tàu ngầm. Thật tự hào khi công nghiệp kỹ thuật nước nhà đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong tầm nhìn đưa nước ta ngày một vững mạnh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu trong tương lai không xa.